để về nói em xin phép là chị Việt Hương, đó là nói về cái sản phẩm gọi là về cái việc thoa chống nắng. Thì có một cái hình, hình như cái hình sau cái này, đây thì chống nắng. có cái này chống nắng, còn một cái hình mà về tác hại của nắng mặt trời. Anh hình như bên trước cái này tí xíu, đúng là trước trước anh quay lại, anh quay lại, đúng là quay lại tí xíu nữa, quay lại cái slide trước 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 nữa, à trước trước nữa, đúng rồi. Hình này thì đây là một cái hình ảnh mà bác sĩ Hồng xin chia sẻ tới tất cả các quý các anh chị ngồi trong phòng hôm nay. Thì đây cái hình này để các anh chị nhớ về sau, để mình có thể là mình chia sẻ, mình mang lại cái giá trị cho quý khách hàng của chúng ta về cái vấn đề chống nắng, là cái vấn đề rất là quan trọng đối với da của chúng ta. Thì đây là cái hình ảnh mà đã được ghi vào về hội da liễu đưa lên, tức là đây là khuôn mặt của một anh, một cái người anh lái xe tải, một gọi là lái xe tải ở Mỹ. Thì anh này anh có hai cái nửa khuôn mặt khác nhau, bởi vì là anh lái xe đường dài và thường là cái buổi sáng như vậy là anh có một bên ánh nắng nó chiếu vào thôi, còn bên kia nó nằm bên trong. Bên trong thì cái mặt bên đây là ánh nắng nó chiếu vào nhiều, còn bên đây nó được che chắn rất là tốt. Thì sau 20 năm dài anh ấy lái thì cái khuôn mặt bên đây nó bị chảy xệ, nó bị lão hóa, nó bị nám, bị tàn nhang, bị rất nhiều cái vấn đề sắc tố. Tuy nhiên cái khuôn mặt còn lại thì của anh rất là đẹp, da vẫn còn rất là tốt. Khác nhau như vậy trên cùng một khuôn mặt, trên cùng một cơ thể con người. Và chúng ta thấy được rằng là cái vấn đề ánh nắng mặt trời rất là có hại đối với da của chúng ta, bởi vì là nó làm cho chúng ta da lão hóa, da bị sắc tố, bị nám, bị tàn nhang, bị tăng cái sắc tố của da chúng ta lên, làm cho chúng da bị trùng nhão, bị xấu đi. Vậy thì cái việc chống nắng đối với làn da là rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta muốn có được một làn da đẹp, một làn da khỏe thì cái việc chống nắng là rất là cần thiết, kể cả chúng ta có điều trị nám có hay không, có chăm sóc da hay không, thì cái việc chống nắng là việc cực.